好意思，我迟到了。没事，你好。Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Wang 阿姨把我的情况都给你介绍了吧？那你觉得我怎么样？我觉得你挺好的，人长得也漂亮。听说你是程序员吧？我挺喜欢这个工作的，我平时也喜欢研究这个。那你是做前端的还是后端啊？前端的。那太好了，以后我有什么问题就可以问你了，就是不知道你方不方便。方便方便，什么时候都可以。你人真好，我觉得我们挺合适的，要不我们先相处一段时间试试。好啊，这家的甜点很好吃的，来你尝一点。真甜啊。来，我自己来。下起了雨，街道的四周传奇厚厚的毛衣。喂，球球。不忙不忙，有什么事儿吗？就是我这边又遇到一点小问题，是关于前端的。那你发过来我帮你看看。好的，亲爱的。你发过去了。球球，你这前端程序问题有点大呀，都还没写。你给我的这是要求啊。哎呀，那怎么办嘛？人家这边急着要呢。没事，我帮你写就行，但是时间要的稍微有点久，要2个多月，你看行不行啊？行行。那太感谢你了，亲爱的，就是我这边时间比较赶，能不能先帮帮我？你放心，我不吃不喝一个月给你搞定。谢谢亲爱的，拜拜。司总，这是你要的文件。你也太厉害了吧，这一分钱没花又找一个新员工，加上这个我们公司都有36个人了，看来现在前端程序的问题也没有啊。那我们的 APP 项目现在还缺什么？后端程序还要修复一下，要不你再找一下蘑菇，让他修改修改。对了，我们还差一个程序检测员。程序检测员，只要一个吗？好的，交给我吧。是吗？好，小总。喂，王阿姨啊，你再给我介绍个相亲对象吧。对对对，年龄不重要，长相也不重要，只要工作是程序检测员就行了。谢谢王阿姨。我为什么这么帅啊？喂，蘑菇头，不是你的小粘球呀！滚！写了半年代码，手都不给摸一下，苍蝇不不不。